Một vụ cháy liên quan đã xảy ra trên đường Bào Hạc 5, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khiến một xe tải cháy rụi và ngọn lửa lan sang một ngôi nhà quan phía bên cạnh. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy bất ngờ bùng phát từ bó dây điện, sau đó cháy lan qua xe tải mang biển kiểm soát 43C23013 đang đổ trên đường Bạch Hạc 5. Đám cháy sau đó tiếp tục cháy lan sang ngôi nhà quan. Phát hiện cháy, người dân trong khu vực này đã cùng hô hoán tìm tài xế để di chuyển xe tải và một số ô tô đang đậu gần đó. Xe tải sau đó được đẩy lùi ra một đoạn trước số nhà 18 Bào Hạc 5 thì lửa bùng phát lớn. Người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa tạo ra cột khói đen lớn trong khu dân cư. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Dù cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm chiếc xe tải bị cháy đen và ảnh hưởng một phần mặt tiền căn nhà số 18 Bào Hạc 5. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.